Hình ảnh của họ tràn ngập mặt báo và những poster quảng cáo khắp Hồng Kông. Hào nhoáng chẳng kém gì tài tử điện ảnh. Họ là những ngôi sao của trung tâm giáo dục hiện đại, chuyên luyện thi đại học những môn từ địa lý cho tới anh văn. Ngành công nghiệp luyện thi ở đây được chuyên nghiệp hóa cao độ. Giáo viên không những phải giỏi chuyên môn mà ngoại hình còn phải bắt mắt. Tất nhiên không thể thiếu một chiến dịch tiếp thị rầm rộ. Tất cả là để cạnh tranh nhằm thu hút những học sinh cố chen chân vào đại học. Tony Chow niềm nở chào đón học sinh của mình vào lớp. Ngôi sao luyện thi 30 tuổi này dạy ngữ pháp tiếng Anh cho hàng ngàn học sinh trung học. Nhiều người học từ xa qua video trực tuyến chiếu ở 14 chi nhánh của Trung tâm Giáo dục Hiện đại. Thầy Châu hứa sẽ giúp họ đổ kỳ thi đại học vô cùng quan trọng. Cục Giáo dục Hồng Kông đang cố gắng cổ suý thông điệp rằng học quan trọng hơn điểm số. Đúng là học quan trọng hơn điểm số. Nhưng khi đã là cuộc cạnh tranh, thì điểm số vẫn là một yếu tố trọng yếu để các trường đại học chọn ứng viên vào chương trình của họ. Vì thế các em vẫn cần biết những mánh lưới để chiến thắng cuộc cạnh tranh này, vượt qua những ứng viên khác để vào đại học. Tôi cho đây là một thực tế khó khăn. Một trong những mánh lưới của nhiều thầy cô là giúp học sinh ghi nhớ những từ quan trọng thường xuất hiện trong đề thi. Tại lớp, thầy Châu giải nghĩa thành ngữ tiếng Anh gần như hoàn toàn bằng tiếng Quảng Đông. Về nhà, học sinh tự luyện tập phát âm và ngữ điệu bằng một ứng dụng thu giọng nói phổ biến trên điện thoại di động, được thầy Châu dùng để gửi tin nhắn. Công nghệ và mạng xã hội được tích cực sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận và tăng tính hiệu quả. Khó mà phủ nhận sức hấp dẫn của những lớp học thêm như thế này khi mà phương pháp sư phạm được nhiều học sinh đánh giá cao. Thầy có kỹ năng giảng dạy. Còn giáo viên ở trường em không biết có năng lực chuyên môn bằng thầy không? Ngành công nghiệp luyện thi của Hồng Kông trị giá 2 tỷ đô la Hồng Kông, tức là khoảng 260 triệu đô la Mỹ, theo một báo cáo do công ty nghiên cứu thị trường Sinovac thực hiện. Một số giáo viên luyện thi có thể xếp vào hàng đại gia với mức thu nhập một năm lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Người Hồng Kông gọi Richard Ng là vua luyện thi. Mở trường đầu tiên từ hơn 20 năm trước, giờ anh nắm trong tay 13 trường dạy thêm và thuê hơn 100 giáo viên. Richard Ng làm việc cực lực, thường là 14 tiếng mỗi ngày, không nghỉ ngày nào vào mùa thi cử. Thu nhập của anh đáp ứng những sở thích đắt tiền như chiếc Lamborghini này và bộ sưu tập đồng hồ đeo tay sang trọng. Education is something that never dies. Giáo dục là thứ không bao giờ tàn ở các nước châu Á, không bao giờ. Doanh nghiệp nào cũng có chu kỳ kinh doanh, có thể có lúc thịnh rồi cũng có lúc suy. Nhưng giáo dục thì vẫn sẽ luôn tồn tại, vì cha mẹ nào cũng muốn con cái mình giỏi hơn thế hệ của họ. Quan điểm này phản ánh rõ nét trong những số liệu thống kê về giáo dục. Theo đánh giá PISA của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế công bố hồi cuối năm 2013, học sinh 15 tuổi Hồng Kông đứng thứ ba trong nhóm các nước và vùng được khảo sát về trình độ toán, khoa học và đọc, xếp sau Thượng Hải của Trung Quốc và Singapore. Khảo sát năm 2013 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đối chiếu thuộc Đại học Hồng Kông cho thấy hơn phân nửa học sinh lớp 9 và gần 3/4 học sinh lớp 12 học thêm ngoài giờ chính khóa. Những học sinh có học lực càng cao thì tỷ lệ học thêm càng lớn. Môi trường giáo dục đầy cạnh tranh và áp lực như vậy đã khiến giới chức Hồng Kông giảm số lượng kỳ thi tuyển sinh đại học từ 2 xuống còn 1. Thế nhưng nhiều người cho là phản tác dụng bởi vì đó sẽ là kỳ thi quyết định thành bại. Cánh cửa đại học càng hẹp, học sinh càng phải gồng mình nỗ lực. Bao nhiêu hy vọng đặt hết vào những ngôi sao luyện thi này.